Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với vlog của Sóc Vlog. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà để đăng nhập và làm Azota. Đây, đầu tiên các bạn mở điện thoại hoặc là iPad lên. Đó, xong rồi các bạn vào phần mềm Safari. Các bạn đánh Azota đấy, chấm vn đây nhá. Đó, bạn rồi thì nó sẽ hiện cái này lên và bạn ấn vào phần bài tập. Cái này thì mình đọc rồi nên là bài tập nó hiện đã chấm. Và nếu mà các bạn muốn cái này nó xuất hiện trên màn hình thì bạn ấn vào đây. Đó, các bạn thêm vào màn hình chính. Đó, xong rồi các bạn ấn vào đây và đổi tên Azota đấy. Các bạn ấn thêm, nó sẽ thêm cho vào đây. Đó, thì các bạn muốn chuyển đến chỗ nào mà nó phù hợp với mình thì kéo ra đấy. Để đấy, thế là được. Còn đây, bây giờ mình sẽ dạy các bạn cách chụp ảnh, hướng dẫn cho các bạn cách chụp ảnh. Đây, các bạn tải phần mềm Lens, bạn ấn vào thì bạn sẽ lấy bài của bạn đấy. Rồi chụp bằng phần mềm Lens này, tay với cái zoom nó vẫn được. Đó, đấy rồi, ra này thì các bạn cắt bỏ cái, nếu các bạn muốn thì các bạn có thể cắt bỏ cái phần này và ấn xác nhận. Đấy thì bạn chụp hết rồi nhé, bạn chụp từ đầu xong rồi các bạn chụp tiếp đến tiếp theo nhé. Mình ấn vào nút này để mình khóa này, mình ấn vào đây xong rồi mình ấn này, mình ấn đã xong. Thế xong bạn ấn vào thư viện ảnh. Đó, khi nào các bạn nó hiện đấy, nó hiện ra này thì các bạn vào phần ảnh, các bạn kiểm tra xem nó đã vào phần ảnh chưa. Đấy, đây là đã vào được rồi thì các bạn vào Azota. Đấy, xong bạn ấn đúng rồi. Đó, cái này thì mình đã làm rồi, mình gửi rồi nên là mình, các bạn có thể nhìn thấy là lúc mà nói mình chưa lục bài thì các bạn có thể thấy là cái này là ảnh flash, là bạn các bạn ấn vào đấy chứ không phải là ấn vào cái chụp ảnh đâu. Bạn ấn đấy xong rồi bạn ấn vào thư viện ảnh đó. Không rồi bạn chọn ảnh, không rồi bạn gửi, xong rồi bạn ấn vào lục bài đây. Mình làm xong rồi nên là nó không có. Đó, thế là mình đã lục bài xong rồi. Chào tất cả các bạn, chúc các bạn thành công.